Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Linh hoạt chuyển hướng để tăng sức tiêu thụ nông sản. Các cơ sở y tế triển khai công tác trực lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Bà Rịa Vũng Tàu lan tỏa mô hình ATM gạo cho người nghèo trong đại dịch. Trong phần tin thế giới, Mỹ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Hàn Quốc bác tin đồn về sức khỏe nhà lãnh đạo Triều Tiên. Nga kêu gọi các bên đối địch ở Libya đối thoại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra sáng nay 29 tháng 4 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo với Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã nỗ lực phòng chống. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu không có ca mắc COVID. Trong số 130 ca cách ly tập trung, đã có 116 trường hợp qua thời gian cách ly. Ngành chức năng và địa phương đã giám sát 951 trường hợp cách ly tại nhà, giám sát tại cửa khẩu 737 tàu thuyền và 34.853 thuyền viên. Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì theo chỉ đạo của chính phủ và theo tình hình thực tế tại tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả phòng chống dịch của các ngành, các địa phương, đồng thời đề nghị các ngành, các địa phương phải sẵn sàng tâm thế chung sống an toàn với dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, đặc biệt thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội, không để cho ai phải đói khổ vì dịch bệnh, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, trục lợi từ những chính sách, chủ trương hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa chủ trì buổi họp nghe Sở Văn hóa Thể thao báo cáo đề cương và kinh phí tái hiện hình ảnh người tù Côn Đảo bằng tường sáp kết hợp âm thanh ánh sáng tại các trại giam thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao, sau hơn 20 năm trưng bày phục vụ khách tham quan, các tượng phục dựng tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Côn Đảo không chỉ thu hút phần lớn người dân Việt Nam đến tìm hiểu mà còn là điểm đến của rất nhiều du khách nước ngoài. Vì vậy, việc chỉnh lý, nâng cấp, bổ sung, phục dựng lại các bức tượng bằng sáp có kết hợp với âm thanh ánh sáng là nhu cầu cấp thiết. Các bức tượng người tù Côn Đảo sẽ được phục dựng bằng chất liệu sáp màu có độ bền cao, chịu được điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, đồng thời tạo nên sự sống động trực quan. Các dược liệu trong phòng giam cũng được phục dựng theo nguyên mẫu, kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng để cảm nhận tính chân thật, tăng tính hấp dẫn đối với khách tham quan. Kinh phí thực hiện gần 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể thao báo cáo đề cương và kinh phí tái hiện hình ảnh người tù Côn Đảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Thọ khẳng định việc phục dựng hình ảnh người tù Côn Đảo là cần thiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý đơn vị thi công phải thực hiện một cách thận trọng, bám sát lịch sử, trung thực, khách quan, đồng thời tôn trọng hiện trạng di tích nhà tù Côn Đảo. Về phía Sở Văn hóa và Thể thao cần tăng cường tổ chức giám sát nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện. Dự kiến tháng 6 năm 2020, công trình phục dựng sẽ khởi công và hoàn thành sau 24 tháng. Thưa quý vị, nằm trên tỉnh lộ 23 tiếp giáp với Bình Thuận, chia khu Xuyên Mộc trong những năm tháng chiến tranh được Mỹ ngụy xác định là cứ điểm quan trọng để giữ cửa ngõ hướng Đông Sài Gòn. Vì vậy, tại đây, địch xây dựng đồn bốt vững chắc, trang bị vũ khí tối tân, bố trí lực lượng tinh nhuệ nhất. Tiến công giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu theo phương châm xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, quân dân ở huyện Xuyên Mộc đã đánh vào chi khu quân sự của địch bằng tinh thần kiên cường, dũng cảm. Ngày 27 tháng 4, cùng với nhiều địa phương của Bà Rịa Vũng Tàu, Xuyên Mộc cũng hoàn toàn giải phóng.
Ông Nguyễn Ngọc Quế, nguyên là huyện đội phó, kiêm đại đội trưởng đại đội 51, cùng ông Lê Minh Tuy, nguyên chính trị viên đại đội 51, là hai trong bốn người tham gia cuộc tiến công chi khu Xuyên Mộc những ngày cuối tháng 4 1975, hiện còn sống. Trong ký ức của các cựu binh này, những ngày cuối tháng 4 lịch sử không thể nào phai. Trước ngày giải phóng Xuyên Mộc, đại đội 51 thuộc huyện đội Xuyên Mộc nhận lệnh phục kích tại ngã Ba Đồng, thuộc xã Bình Châu ngày nay. Thực hiện nhiệm vụ, bộ đội Xuyên Mộc đã bắt sống được 160 tên địch, thu nhiều vũ khí, phương tiện khi chúng đang trên đường từ Hàm Tân, Bình Thuận vào tiếp tế tiểu khu Phước Tuy. Chiến công khiến cho Trung ương Cục miền Nam càng tin tưởng vào lực lượng bộ đội địa phương, đồng thời quyết định giao cho đại đội 51 thuộc huyện đội Xuyên Mộc tự tiến công giải phóng Xuyên Mộc. Thì ngày đó là ngày bắt đầu nó bắn pháo không trọng điểm. Thì mình cũng có cái nhận định là nó bắn pháo không trọng điểm, tức là nó có một cái hiện tượng bỏ chạy. Nhưng mà chúng ta cũng không đánh giá thấp cái thằng địch này. Tại vì cái khu này là khu ác ôn mà nó là phòng ngự ở hướng đông của Sài Gòn. Đấy, cho nên từ cái chỗ đó, bắt đầu chúng ta phải cho trinh sát xuống nắm tình hình. Thì đúng là quả thật là nó chạy thật. Nó chạy thật. Sau khi trinh sát mà nắm tình hình xong về báo cáo lại, thì cái đoàn quân của mình đó, thì lúc bây giờ ở cách cái chi khu Xuyên Mộc là khoảng 30 cây số, 20 cây số, chứ đâu phải ít đâu. Mà từ đó hành quân xuống, thì mình vừa xuống tới nó thì nó cũng đã nó bỏ chạy, thì mình vô tiếp quản cái chi khu này. Sau khi giải phóng hoàn toàn Xuyên Mộc, đại đội 51 tiếp tục nhận nhiệm vụ ra phá bom mìn, cùng nhân dân xây dựng lại nhà cửa, phục hồi sản xuất. Khi chiến tranh anh em mình cũng hy sinh, mà khi bắt đầu là ta tiếp quản ở đây, nó tóm lại là cái khu vực đó, là cái phạm vi này là coi từ ở đây dù dài xuống đây đó, là toàn bộ là coi bom mìn không à. Nhiệm vụ huyện đội là phân công mà đi ra, cuối cùng là coi như là ta chết hy sinh một, giải phóng rồi á là đồng thời bị là cục chân là một đồng chí là bị đu hết một con mắt, hai đồng chí còn sống còn một người là hy sinh. 45 năm nhìn lại, từ vùng đất bơm cày đạn xới, rừng rậm hoang vu, nay Xuyên Mộc dương mình trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đảng bộ, chính quyền nhân dân Xuyên Mộc rất đỗi tự hào. Mỗi thế hệ Xuyên Mộc hôm nay càng nhận thức rõ trách nhiệm kế thừa xứng đáng với những hy sinh lớn lao, công sức lớn lao của các thế hệ đi trước đã dày công bảo vệ và xây dựng Xuyên Mộc. Chúng tôi rất là tự hào bởi cái truyền thống đấu tranh anh dũng của quân dân Xuyên Mộc, địa phương Xuyên Mộc. Thì trong cái thời gian tới, tập thể lãnh đạo chúng tôi phải cố gắng giữ vững được cái đoàn kết trong hệ thống chính trị, đảng, nhà nước, của nhân dân, làm sao phấn đấu để mà chăm lo đến đời sống của người dân, giữ vững được an ninh chính trị trật tự trên địa bàn, khắc phục những cái khó khăn về một cái vùng đất rộng, dân cư cũng như điều kiện địa lý có nhiều hạn chế, nhưng mà sẽ cố gắng để chăm lo đời sống của người dân. Đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng và giữ vững cái thương hiệu về một cái vùng đất du lịch đẳng cấp của tỉnh và cũng như là của cả nước. Thưa quý vị, tiêu thụ nông sản thường gặp nhiều trắc trở. Chuyện này không chỉ xảy ra với nông dân Bà Rịa Vũng Tàu mà hầu hết các địa phương trên cả nước. Những lúc được mùa thu hoạch rộ, tiêu thụ nông sản càng khó vì cung vừa cầu. Đại dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay cũng đang là thách thức lớn với tiêu thụ nông sản vì thị trường cả trong và ngoài nước đều lâm vào tình cảnh chung bị cách ly. Nhưng cuộc sống vốn có quy luật, cái khó ló cái khôn. Trước tình cảnh hàng loạt nông sản bị ngãn vì đại dịch, không ít nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đã mạnh dạn chuyển hướng thị trường, đồng thời quyết tâm nâng cao hơn tiêu chuẩn sản phẩm để thúc đẩy tiêu thụ. Trước đây, thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19, những trái bơ này luôn được Hợp tác xã Bơ Thái Dương ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức xuất bán cho những thương lái lớn để đưa đến nhiều tỉnh thành, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Đại dịch bùng phát, hoạt động giao thương ngừng trệ, tiêu thụ bơ Thái Dương cũng bị nghẽn.
không cam chịu nhìn bơ chín bỏ ngoài vườn. Chị Lê Hồng Tiến, phó giám đốc hợp tác xã bơ Thái Dương, đã kết nối với người quen, bạn bè thông qua Facebook. Bơ Thái Dương dần đến với người tiêu dùng, dù phải kỳ công hơn, phải tỉ mẩn hơn, phải góp nhặt từng chút một. Lượng tiêu thụ bơ vẫn còn thấp so với trước đại dịch Covid-19, nhưng hiện mỗi ngày, hợp tác xã bơ Thái Dương cũng nhận được đơn hàng từ 300 đến 500 kg. Tình hình thì cũng bơ trái cây thì nói chung đầu ra thì nó cũng hơi gặp nhiều cũng khó khăn. Thì hướng tới của hợp tác xã mình là cũng như đưa bơ tới người tiêu dùng theo nhiều cách. Ví dụ như mình dùng phương tiện Facebook hay là những mối quen biết gì mình cũng đưa cái nhỏ lẻ cho bà con, cho tới tay bà con. Còn ngày xưa thì mình hay đi là đi xỉ cho những cái đại lý lớn để họ phân phối. Mà bây giờ tình hình này thì xe nó cũng khó khăn đó, cho nên là mình nhiều dùng nhiều phương tiện. Vườn ổi Ruby của anh Nguyễn Kim Trinh ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đang trong thời điểm cho thu hoạch. Đây là giống ổi mới, có hương vị thơm ngon, màu sắc đặc trưng, được anh Trinh trồng thử nghiệm tại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu. Ổi chín đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn xã hội phải cách ly. Không có thương lái đến mua, anh Trinh đành tự mình bán ổi qua kết nối với bạn bè trên Facebook. Ổi Ruby mỗi ngày đã có đầu ra. Tình hình hiện nay là đang ảnh hưởng do dịch Covid-19, nên là tình hình nông sản bán ra trên thị trường cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì qua những khó khăn này thì đối với nông dân chúng tôi thì cũng đã tìm ra được một vài những cái hướng đầu ra cho nó được ổn định. Một là thông qua các trang web, rồi Facebook, rồi thông qua một số những người quen. Qua đó thì quảng bá cái hình ảnh trái cây qua mạng. Đó thì cũng nhờ người thân quen giúp đỡ thì tiêu thụ cái sản phẩm trong cái tình hình dịch bệnh này thì nó cũng khá là ổn định. Và tôi thấy nó có cái hay nữa là nó được trực tiếp từ nhà vườn tới người tiêu dùng. Đó thì người tiêu dùng cũng an tâm đấy là cái sản phẩm sạch. Thay vì trông chờ thương lái, thay vì chỉ hướng đến một thị trường quen thuộc, thay vì than vãn, oán trách, tai ương, nhiều người trong đó có những nông dân vốn chỉ biết quần quật với ruộng vườn, không quen vừa làm nông vừa làm doanh nhân, đã từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Kinh doanh trên thị trường công nghệ số không phải là chuyện mới, nhưng với chính người nông dân thì đây là sự dịch chuyển đáng kể. Sự dịch chuyển giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng thúc đẩy họ thêm ý tưởng, quyết tâm hoạch định phương thức sản xuất bền vững ở tương lai. Thưa quý vị, mỗi dịp lễ Tết, các cơ sở y tế luôn xây dựng chu đáo chi tiết kế hoạch ứng trực. Bởi những ngày này, bệnh nhân nhập viện thường tăng 30-40% so với ngày thường. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay rơi vào thời điểm chính phủ và hầu hết các tỉnh thành cả nước, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, nới lỏng hầu hết biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động trong đời sống đã trở lại bình thường, nên theo dự đoán của các cơ sở y tế, tình hình nhập viện rất khó lường. Mọi người trong trạng thái vừa được giải phóng nên bật mạnh thái quá là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Cả hai yếu tố này đều tạo áp lực lớn cho ngành y tế. Các cơ sở y tế vừa đảm bảo trực cấp cứu, nhận bệnh thông thường, vừa sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác ứng trực dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 ở hai bệnh viện tuyến tỉnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đặc biệt là từ tháng 4 đến nay, lượng bệnh nhân cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa giảm hơn 30%. Hiện trung bình mỗi ngày, khoa cấp cứu tiếp nhận 150-180 bệnh nhân. Dự đoán lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ diễn biến khó lường vì hầu hết hoạt động trong đời sống đã trở lại bình thường. Còn dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, nên tất cả các khoa phòng điều trị nội trú của Bệnh viện Bà Rịa đều có kế hoạch hoạt động như thường nhật. Thêm nữa, tất cả các bệnh nhân đến bệnh viện đều qua khám sàng lọc, phân loại chặt chẽ để phòng dịch COVID-19. Khoa cấp cứu vẫn phải đảm bảo được công tác trực gác, chuẩn bị máy móc trang thiết bị để phục vụ bệnh nhân dịp lễ Tết. Thì cái này là giống như thường niên mọi năm. Đồng thời phải đảm bảo được cái là an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong trường hợp phòng chống lây nhiễm. Do đó thì khoa phòng của bệnh viện vẫn tiến hành là khai báo y tế.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng bệnh nhân vào bệnh viện Lê Lợi thời gian qua cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, bệnh viện Lê Lợi vẫn xây dựng kịch bản lượng lớn du khách đến thành phố Vũng Tàu vui chơi dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và nguy cơ xảy ra tai nạn ngộ độc thực phẩm rất cao. Bệnh viện Lê Lợi đã bố trí ứng trực cấp cứu 24/24 với 16 y bác sĩ trực mỗi ngày tại khoa cấp cứu. Bệnh viện cũng bố trí thêm bàn khám tại khoa cấp cứu để tiếp nhận những bệnh nhân cần khám và lấy thuốc định kỳ. Và yêu cầu chung trong thời điểm hiện nay là tất cả các nhân viên y tế, người ra vào bệnh viện đều phải khám sàng lọc, khai báo y tế. Như năm ngoái thì bác sĩ trực ở lễ thì có là một bác sĩ cọc 1, một bác sĩ cọc 2 hệ nội và một bác sĩ trực tiểu phẫu, là tổng số bác sĩ trực ngày lễ là chỉ có 3 bác sĩ thôi. Năm nay do bệnh viện mình đã tuyển được một số lượng bác sĩ trẻ rất là đông đảo nên là có tham gia trực vào ngày lễ, nên là đã đôn lên số bác sĩ trực ở cấp cứu là nên tổng số là 4 bác sĩ. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có văn bản chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế bảo đảm đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để xử lý kịp thời, hiệu quả các trường hợp cấp cứu, không được từ chối hoặc đẩy chậm trễ việc cấp cứu cho bệnh nhân. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp và phải giải thích rõ ràng cho người bệnh, thân nhân người bệnh. Thưa quý vị, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và quốc tế lao động, đồng thời chung tay hỗ trợ đồng bào nghèo ở vùng căn cứ kháng chiến, chiến khu D thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đoàn từ thiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh làm trưởng đoàn, đã tặng hơn 1.000 phần quà cho đồng bào nơi đây. Đoàn từ thiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng 1.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vùng căn cứ kháng chiến, chiến khu D thuộc huyện Vĩnh Cửu và bà con vùng sâu vùng xa thuộc 4 xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm và Trị An của huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đoàn còn trao tặng 4 trường tiểu học ở địa phương, mỗi trường 500 cuốn tập cùng nhiều học cụ trị giá hơn 20 triệu đồng. Tổng trị giá của đợt trao quà hơn 520 triệu đồng do các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân tại Bà Rịa Vũng Tàu và Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyên góp hỗ trợ. Trao tặng quà cho người dân, ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với những người dân nghèo, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà thêm khó khăn, đồng thời chúc cho bà con sớm xây dựng lại cuộc sống sau dịch bệnh. Thưa quý vị, triển khai hiệu quả tại Bà Rịa Vũng Tàu từ tuần qua đến tuần này, mô hình ATM gạo tiếp tục được nhân rộng bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn. Tuy nhiên, chủ đạo vẫn là ATM gạo do Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các thành viên vận động duy trì. Đến sáng nay 29 tháng 4, lại có thêm 7 ATM gạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vận động nguồn đóng góp, đồng loạt hoạt động tại các địa phương trong tỉnh. Tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đến trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã nhận gạo từ ATM gạo. Sau 5 ngày kêu gọi, vận động, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã huy động được 24 tấn gạo từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và người dân đóng góp. Các thành viên mặt trận đã hướng dẫn người dân nhận gạo trong trật tự, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch. Mỗi lần bấm nút ATM, người dân nhận được 3 ký gạo. Và trong ngày đầu tiên ATM gạo hoạt động, đã có 5 tấn gạo được chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã. Vì nghe gì cũng mừng, đi ra xin mấy ký gạo vẫn ăn đỡ. Vì nhà gì có một mình gì à. Con cái nó cũng nghèo, cũng khổ. Nên mình cũng em mừng chạy ra mình xin. Hôm nay thì đến đây, nên tôi là không phải xếp hàng ưu tiên. Để cho những ông bà ông già, gia đình ông bà ông già vợ chồng nào cũng khó khăn, thì các chương trình đã giúp đỡ ông bà ông già gia đình thì hết lòng cảm ơn. Qua cái lời kêu gọi đó thì được bà con nhân dân, rồi các cái mạnh thường quân, các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, bà con rất là hưởng ứng tích cực. Căn cứ vào cái số gạo của các cái đơn vị, các mạnh thường quân tiếp tục đóng góp thì chúng tôi sẽ tổ chức di động cái máy phát gạo này đến các cái địa phương khác để thuận tiện cho bà con đến nhận gạo.
8 giờ sáng nay 29 tháng 4, ATM gạo của Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ đặt tại trụ sở Công an xã Phước Hội hoạt động. Ngoài 2 tấn gạo phân bổ từ Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền còn huy động được thêm 2 tấn gạo để duy trì hoạt động của ATM gạo. ATM gạo cũng tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện di chuyển lần lượt đến các xã trong huyện. Chứ mỗi xã, ATM gạo hoạt động trong 3 đến 4 ngày. Hai chồng già, đi làm mới có ăn, không đi làm không có lấy gì ăn được. Cho nên là cũng nhờ đại trợ giúp cho cũng mừng rồi chứ không có nghĩ cái gì hết đấy. Tôi có lợi nhận một cái quà gạo là có ý nghĩa lắm, giúp cho người dân là đang dịch bệnh. Thì không có gì hơn là để chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân và nhà nước để giúp đỡ cho dân nghèo. Thì hôm nay là rất vui mừng, phấn khởi. Mặt trận cùng với lại ban chỉ đạo phối hợp cùng các địa phương để đưa đi luân phiên cùng các địa phương để phát cho những người khó khăn yếu thế, đảm bảo có cuộc sống để nói chung là ấm lòng trong cái thời gian không phải mùa dịch mà là xuyên suốt trong hàng năm. Để có thể nhân rộng ATM gạo ra toàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nỗ lực kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Hiện Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được 7 máy ATM gạo trị giá hơn 200 triệu đồng từ Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các máy ATM gạo được chuyển về 7 địa phương trong tỉnh. Cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Muốn cùng với lại cộng đồng chia sẻ một chút đến những người đang cần chia sẻ. Thì chính cây ATM gạo này sẽ là một dịp cầu để làm cho bà con trụ vững được giữa cơn bão dịch. Tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam luôn sẵn sàng và đồng hành với những khó khăn của bà con trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ chọn những cái điểm mà thuận tiện, những khu vực khó khăn để bố trí các cái điểm. Sắp tới sau cái đợt dịch thì chúng tôi sẽ duy trì, cố gắng sẽ duy trì một từ một lần là để cho bà đồng bào khó khăn có điều kiện có gạo để ổn định cuộc sống. Nguồn gạo để duy trì hoạt động của các ATM gạo do Mặt trận Tổ quốc các địa phương vận động gần một tháng qua khoảng 45 tấn và có một phần hỗ trợ từ quỹ gạo vận động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoảng 4 tấn. Dân, thưa quý vị, như vậy là đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 7 ATM gạo do Mặt trận Tổ quốc triển khai, 6 ATM gạo do các tổ chức cá nhân thực hiện. Những ngày qua, các ATM gạo này đã huy động trên 100 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm chuyển đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đón nhận phần gạo nghĩa tình, dù mỗi lần nhận với số lượng không lớn nhưng thông qua máy ATM, cảm xúc của người nhận có sự khác biệt lớn lao, phần nào gỡ bỏ mặc cảm, xin cho vì không phải nhận trực tiếp từ tay ai, cảm nhận được sự công bằng và cả an toàn trong mùa dịch. Thông điệp ai khó khăn hãy cứ đến lấy qua ATM gạo được chuyển tải trọn vẹn hơn. Chuyển sang phần cập nhật diễn biến COVID-19 trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, như vậy là cả nước đã đi hết ngày thứ 13 liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19. Ngày mai, cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, kéo dài 4 ngày, cộng với tin vui Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19. Hẳn sẽ có một bộ phận người dân có tâm lý buông lỏng việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo quy định của chính phủ. Trong khi đó, diễn biến dịch ở các nước trên thế giới, kể cả những nước gần Việt Nam, vẫn rất phức tạp. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu người dân cả nước tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải luôn luôn tuân thủ mọi khuyến cáo của ngành chức năng, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách nhất định nơi công cộng để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch mà Việt Nam đã đạt được. Không có thêm bệnh nhân COVID-19 đến 18 giờ hôm nay 29 tháng 4. Việt Nam đi qua ngày thứ 13 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Số ca nhiễm COVID-19 cả nước vẫn là 270 ca. Trong khi đó lại có thêm 3 bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất viện. Đến thời điểm này, Việt Nam có 11 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh lại tái nhiễm virus SARS-CoV-2. Vì vậy, số bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn còn 219.
Tại Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay có thêm 20 trường hợp cách ly y tế tập trung. Đây đều là những thuyền viên tàu hàng trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Như vậy, trên địa bàn tỉnh đang có 36 trường hợp cách ly y tế tập trung tại cơ sở Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh. Sức khỏe các trường hợp cách ly đều ổn định. Hôm nay, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 4 thuyền viên tiếp nhận đêm 27 tháng 4 và 28 tháng 4 gửi Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm. Các mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm trước đó đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, trong khi tại châu Âu tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu suy giảm, thì tại Mỹ dịch vẫn đang diễn biến phức tạp khi số ca tử vong ghi nhận trong 24 giờ qua đã tăng trở lại lên gần 2.500 người. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã thông báo các biện pháp mạnh mẽ sẽ được triển khai trong thời gian tới. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cho biết nước này đang cân nhắc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến từ những điểm nóng của đại dịch COVID-19 hiện nay. Ngoài ra, Mỹ cũng đặt mục tiêu tiến hành xét nghiệm 5 triệu ca mỗi ngày trong thời gian tới. Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để thực hiện mục tiêu đó. Tới lúc này, Mỹ đang là quốc gia thực hiện nhiều ca xét nghiệm nhất trên thế giới. Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới quá trình thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 đang được một số tập đoàn ở nước này tiến hành. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ ghi nhận gần 1.036.000 ca mắc COVID-19, chiếm 1/3 số ca mắc trên toàn cầu và khoảng 59.300 ca tử vong, cao hơn 2 lần so với quốc gia có người chết nhiều thứ hai là Italy. Riêng trong 24 giờ qua, Mỹ có 25.409 ca nhiễm mới và 2.470 ca tử vong. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin vừa yêu cầu các cơ quan chính phủ cùng với doanh nghiệp bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hành động quốc gia quy mô lớn nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh, khôi phục việc làm và thu nhập của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã quyết định những ngày không làm việc sẽ được kéo dài đến ngày 11 tháng 5, đồng thời đề nghị chính phủ chuẩn bị các phương án để từng bước dỡ bỏ các hạn chế từ ngày 12 tháng 5. Ông Putin cho rằng việc bãi bỏ hạn chế cần được thực hiện tùy thuộc vào tình hình dịch tễ học và tiên lượng tính bền vững. Ông Putin nhấn mạnh trong giai đoạn này cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và sẽ không có sự bãi bỏ các hạn chế đồng loạt trên toàn quốc. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng chỉ đạo chính phủ thực hiện biện pháp mới để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân. Nga hiện đã ghi nhận hơn 93.500 người mắc COVID-19, trong đó có 869 ca tử vong. Chuyển sang một số tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tiếp tục bác bỏ những đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, giới chức Hàn Quốc vừa khẳng định, truyền thông Triều Tiên vẫn cập nhật tin tức về hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-un vẫn đang giải quyết các vấn đề quốc gia một cách bình thường. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết truyền thông Triều Tiên vẫn thường xuyên cập nhật các kế hoạch của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dù ông đã không xuất hiện trước công chúng từ 2 tuần qua, sau khi tham dự Hội nghị Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên hôm 11 tháng 4. Hiện có nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông hủy bỏ chuyến viếng thăm thường niên đến cung Kumsusan hôm 15 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau khi tướng Khalifa Haftar, tư lệnh lực lượng quân đội miền đông Libya, tuyên bố giành quyền điều hành Libya, Nga vừa tuyên bố không chấp nhận động thái này, đồng thời kêu gọi các bên đối địch ở Libya tham gia đối thoại ngoại giao và chính trị tiến tới hòa bình cho quốc gia Bắc Phi. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov khẳng định Moscow không chấp nhận việc tướng Khalifa Haftar hủy bỏ thỏa thuận chính trị do Liên Hợp Quốc bảo trợ và giành quyền điều hành đất nước Libya. Bên cạnh đó, Nga cũng không tán thành việc Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, vốn được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế công nhận, từ chối đối thoại với tướng Haftar. Theo Moscow, cả hai động thái này đều không giúp đạt được thỏa hiệp bền vững, bởi đây là con đường duy nhất để giải quyết tình hình bất ổn tại Libya.
Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 29 tháng 4. Đêm nay, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa nhẹ ở một số nơi, nhưng lượng mưa không đáng kể nên tình trạng hanh khô vẫn chưa cải thiện. Nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Ngày mai và trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khu vực tỉnh tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên đến 33 đến 35 độ. Hiện áp cao cận nhiệt đới vẫn đang tiếp tục phát triển, mở rộng. Do vậy, nắng nóng sẽ duy trì trong nhiều ngày tới và nền nhiệt còn có thể tiếp tục tăng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay trời không mưa rào và dông, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 83%. Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn gây thời tiết xấu cho các vùng biển phía Nam. Đêm nay và ngày mai, vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể có gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Tại Vũng Tàu, ngày 30 tháng 4 năm 2020, mực nước cao nhất 390cm xuất hiện lúc 16 giờ 30 phút, thấp nhất 120cm xuất hiện lúc 23 giờ 45 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.